tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm AH7N9 tại Trung Quốc, tỉnh Hà Giang đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch và các chủng virus khác xâm nhiễm qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Là tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc trên 270 km, việc buôn bán nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới diễn ra rất phức tạp, khó kiểm soát. Khoa kiểm dịch y tế biên giới cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã duy trì thường xuyên cán bộ y bác sĩ trực, thực hiện công tác giám sát và nắm bắt tình hình dịch bệnh. Tất cả các du khách nhập cảnh qua cửa khẩu đều được tiến hành đo thân nhiệt. Các phương tiện nhập cảnh đều phải đi qua máy phun hóa chất tự động. Lượng chức năng tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thực hiện một số các biện pháp như là phòng chống dịch. Thứ nhất là về cái phương tiện qua lại biên giới, xe, toàn bộ xe sang Trung Quốc khi quay đầu ở Việt Nam là được khử trùng 100%. Luồng người xuất nhập cảnh qua biên giới khi nhập cảnh vào Việt Nam thì cũng được chúng tôi kiểm soát bằng cái máy đo thân nhiệt. Lực lượng tôi phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu như là lực lượng kiểm dịch, ở đây có kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật, làm tốt công tác. Chúng tôi trước hết là tuyên truyền với các hành khách xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh là qua lại biên giới là không tham gia mua hàng hóa gia cầm và sản phẩm từ gia cầm qua biên giới. Để ngăn chặn triệt để phòng chống dịch cúm gia cầm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào nội địa. Đồng thời đẩy mạnh công tác phun khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại. Mỗi ngày cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy có khoảng 500 lượt người và trên 100 phương tiện tham gia xuất nhập cảnh. Chỉ tính riêng trong năm 2016 và 2 tháng đầu năm 2017, nhiều sản phẩm nông sản như thanh long, sắn khô, ván bóc đã được xuất khẩu qua nước bạn Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Là Phạm Ngọc Lê, sinh năm 1988, thuê điều khiển xe 49C12520 di chuyển từ Chân Đèo, Bắc Bình, Bình Thuận lên Lâm Đồng. Khi xe vừa đến địa phận xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng thì bị công an huyện bắt giữ.